công nhận á, nhờ mấy người khách bên Hermes Style của chú Hai á, khách ở quán mình đọc hẳn luôn. Kiểu này á, là mình phải xây thêm lên lầu, rồi mình thêm phòng máy lạnh vô, vậy mới phục vụ khách được trọn vẹn chứ. Ui, chứ đã quá. Ruột không? Ruột ơi, uống cà phê hả? Đợi tao chút, tao tính soạn chút đã. Tao quên bây giờ. Gì vậy? Ngưng lại đi, có chuyện quan trọng nè. Gì vậy? Mày đặt bao thơ, mày làm tao tưởng mày mời thiệp đám cưới chứ. Trời ơi, bây giờ á, mình làm cái gì cũng phải đàng hoàng, lịch sự. Với lại á, tránh bị dòm ngó nữa cô. Ừ. Cô điếm lại đi. Thôi khỏi đi, tao tin mày mà. Ba Lít giờ uy tín lắm cô. Vậy mới được chứ. Mình á, nói chuyện hay mình làm ăn á, thì uy tín vậy á, thì mai mốt á, mày có mượn nữa, tao cũng cho liền. Ha. Ủa, lạ gì ta? Như con nè, không, con than cực than khổ, con cài thấy không, con ốm nhom ốm nhách à. Còn cô than cực than khổ gì mà cô tròn vo vậy? Thì tại vì tao mắc da mắc thịt, rồi tao vô tư, tao tốt bụng, tao không có ý hại ai cho nên tao mới vậy. À, với uống ba cái cà phê sữa ế của khách để lại rồi ha, rồi nó... Thôi này, sáng ra móc họng tao hoài à. Vẫn chơi xíu làm gì mà căng dữ vậy trời. Căng gì căng? Nói chơi gì được thì nói. Chứ tao ghét cái từ á hả? Sổ sữa hay là ế lắm á. Vậy thôi, con về. Ê ê ê, ủa chưa uống cà phê gì gì rồi là sao? Để chưa đi, con hoành lại. Bây giờ con còn có hẹn với một số người con trả nợ nữa. Trời ơi, cho ai nữa vậy? Chú Tư ếch. Chú Ba Đời. Con the, Út 10, Út 15, Út 16. Thôi, Tao xin mày, mày đừng có nói nữa, tao chóng mặt say sẩm. Mày đi về đi, đi trả nợ đi, đi. Mệt quá. Ôi, anh ruột. Anh ruột. Bye bye. Mày gán cười đi, tao không bỏ qua vụ này đâu. Cho ly cà phê ba không? Đợi chút, có liền. Làm gì điếm hoài chú ba? Ủa sao chú điếm tới điếm lui hoài, chỉ có 6 tờ vậy con? Thì chú ba bán tôm con nhiêu là con trả nhiêu thôi. Có 5 tờ cứng như tờ mềm vậy thôi hả? Dạ. Ê, sao nó rớt giá quá vậy con? Thì sáng con đi á, dựa báo giá nhiêu là con mua chú nhiêu à. Nguyên cái xẻo lá này á, chỉ còn có mình anh Bay Thu mua tôm à. Dạ. Có khi nào... Cái này á, chú ba nói chơi thôi nha. Nếu không phải bỏ qua cho chú ba nha. Dạ. Có khi nào bay ép giá bà con không? Trời, chú ba nói vậy là tổn thương con đó. Ừ? Chú ba nói vậy là tổn thương con hả? Dạ. Nó tổn thương tới bay bằng tổn thất tài sản tao không? Thì thiệt tình á, là dựa báo nhiêu là con mua vậy à. Con cũng mua giá cao để cho bà con mình phấn khởi chứ bộ. Thì chú ba nói rồi, chú ba giỡn. Khoảng quả thì thôi, làm gì khóc. Con mà mua giá cao quá, con không có lời, con lỗ sặc máu rồi sao? Cái gì? Bây giờ sặc máu hả? Mỗi lần mà tôm tuột giá là tao tuột máu á. Tuột canxi, tuột huyết áp, tuột bùa tuột bùng luôn đó. Dạ, em nghe anh Tâm ơi. Ba Lít, mỗi mang bao nhiêu lâu nay? Mày làm ăn như vậy coi được hả? Dạ, em làm gì anh? Thì mày bơm đâu câu vô tôm rồi đem bán cho tao chứ gì mà còn hỏi. Trời đất ơi, em mua tôm sao à? Em giao cho anh vậy à? Em đâu có làm đâu anh. Thôi mày đừng có chối, như là mang như mày á thì mấy mốt ai dám làm nữa. Kiếm người khác mà bán đi nha. Alo, anh Tâm ơi, anh. Ủa, tình hình sao căng thẳng quá con, ai tắt máy ngang vậy? Ông Tâm chủ dựa, ông nói con bơm ra câu vô tôm. Bơm ra câu vô tôm? Chú ba biết là con không làm chuyện này. Dạ. Vì cái nguồn
tôm mà con mua mà ông Tâm muốn nói đó là con mua từ đâu, con nhớ không? Cắn tôm cô đi. À, ủa, mà như con thấy cô lạ lắm, ở Xéo Lá con chưa gặp cô. Cô trên xóm trên á, thấy con đi vòng vòng hoài hà, người ta giới thiệu rồi, con tôm đi tôm ngon lắm. Trời ơi, con giờ nổi tiếng gì luôn hả? Đợi con lát, lấy đồ nghề. Rồi, đi đi, tôm ngon lắm. Coi, này, coi thử cái tôm mới mới làm sao đây. Con mập ú luôn. Trời ơi, muối nước đá rất là tốt nè. Ok. Rồi, cái của con nửa ký nha cô. Rồi, lấy hết luôn đi. Dạ. Này, tôm này là mới bắt luôn nè. Nó còn nhảy nữa à. Trời ơi, này nó nhảy đâu, nhảy vô đây nè. Để lấy cho hết nè. Rồi, 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 được rồi, mấy con nó xúc đầu rồi. 2 ký. Rồi. Con trừ bì ra cái này là nửa ký là còn cái đường rưỡi nha. Còn 1 ký rưỡi. Đây. Người ta con cần 101, nhưng mà cô á là lấy làm quen 102 luôn. Rồi. 102 ký rưỡi là 108. 108. Ừ. 120 với 60. À, rồi rồi, đủ đủ đủ. Rồi, cô điểm đây. Đủ rồi. Thôi, mấy mốt có tao kêu mày nữa nha không? Dạ dạ. Nhớ không? Rồi. Dạ. Trời ơi. Từ bên Xẻo Lát mà ghin tôm qua tới đây bán cho mình. Bà lít này công nhận. Bây giờ nổi tiếng dữ vậy ta? Rồi, giờ mày bị gài bị chơi rồi. Trời ơi, thiệt tình á, thấy người lạ mua chi rồi giờ. Thương trường mà sao mày biết được? Bà thấy bà độc quyền ở đây nè, bà hại bay bà làm mất uy tín. Đó, thấy chưa, thương trường là chiến trường, cái gì có lợi là người ta xử thôi. Trời ơi, sao mà con ngu dữ vậy chú bà? Đó, mua tôm bà mua giá cao luôn rồi hả? Khen tôm bà ú bà đẹp nữa. Ừ, bà ú hay là tôm ú? Tôm. Rút kinh nghiệm nha, người lạ là phải đàng hoàng tử tế như chưa? Bài học lớn đó nha. Trời ơi trời, sao bọn con ngu dữ vậy, không biết giờ sao nữa nè. Sao là sao thì đừng mua người lạ nó thôi chứ gì đâu. Cái đó con biết rồi, nhưng mà bây giờ ông Tâm chủ vựa á, ổng không có gom tôm của con nữa. Trời, giờ sao chú ba? Cái gì đâu sao, thì không bán cho ổng thì bán cho người khác, vựa khác. Không có được. Cái vựa này là giá cao lắm. Con là con bán là nhờ lời là nhờ cái vựa này. Ồ, giá cao mà bị trả tao vậy đó hả? Trời ơi, vựa giá thấp chắc chết luôn ha. Không, giá cao là theo cái thời giá từng ngày nó sụt lên sụt xuống thôi. À. Dạ. Chứ không phải là ổng mua con cao và con mua chú ba thấp đâu. À, tức là ổng mua cao nhất xíu này bây giờ không thua mua bay nữa. Mà bây gặp cái vựa khác mà thấp nữa là coi như tụi tao ăn cám luôn phải không? Thì đó, chính xác luôn á. Cái này năng giải dữ ha. Giờ không biết sao, không lẽ bỏ nghề luôn trời. Không, nhất nghề tinh nhất thân vinh, không nên bỏ. Bây giờ chú ba nó chơi cái này đừng giận nha. Hả? Nãy nó chơi, giờ nó chơi nữa. Đang lúc dầu xe lửa bỏng không có nó chơi được đâu chú ba nó ơi. Nó chơi đâu có nhiều cái nó chơi. Bây giờ vựa không thu mua tôm mình nữa, mình đứng ra mình làm chủ vựa luôn. Ui đâu mày? Dạ bác hai đang làm gì bác hai? Thì đang sửa ba cây kiểng rồi nhổ cỏ rồi chứ làm gì? Không ấy bác hai nghỉ tay nói chuyện với con lát hay bác hai? Chuyện gì thì mày nói đi tao nghe. Mất gì phải nghỉ? Tại chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Dạ. Con nhờ bác hai gọi điện thoại nói với tía con là con muốn mở vựa tôm. Ủa tính làm ăn lớn nhiều tiền lắm sao phải thông qua tía mày? Dạ cần. Tại bây giờ là mở vựa là cần nhiều tiền lắm. Con muốn bác hai điện nói tía con để tía con tài trợ cho con. Vậy thôi mày điện thoại mày nói chuyện trực tiếp với tía mày đi. Bắt gì thông qua tao chi nữa. Tại mỗi lần con điện á là tía con chửi con không à. Hình như là con không có uy tín hay gì á. Bác hai có uy tín, bác hai giúp con đi. Phải rồi, mày chửi vậy con chưa vừa, nó chưa nên thân nữa. Mà mày mới làm ăn chụp chững, mới được chút đỉnh. Muốn làm cái gì thì cũng từ từ đi. Phải không? Chừng nào nó cứng nghề đi, rồi mình nó làm cái chuyện lớn. Dục tóc bất đạt cái mày. Không có được bác hai ơi. Mình làm ăn á là phải làm ngay lập tức.
chứ không có chờ đợi được. Bác Hai giúp con đi bác Hai. Người sinh con ra là cha mẹ, người tái tạo đời con là bác Hai. Bác Hai giúp câu, con. Câu này quen quá, câu này nghe riết rồi nó muốn ghiền luôn rồi. Nói câu khác đi. Bác Hai giúp con đi bác Hai. Bác Hai mà không giúp con dọn đồ con ở với bác Hai luôn á. Tao lại mày ba lít. Làm ơn làm phước mày đừng có theo tao mày ám tao hoài tội nghiệp tao đó. Vậy bác Hai giúp con đi. Ừ, để từ từ tao điện cho. Bác Hai chịu giúp hả? Dạ dạ, con cảm ơn bác Hai. Về đi. Dạ. Cảm ơn bác Hai. Đụng nó đâu là hư tới đó, đụng nó đâu là hư tới đó. Nhớ giúp con nghe. Biết rồi, đi đi. Hết hoài. Mừng hết sức. Alo. Alo. Bà đang đâu vậy? Tôi qua tôi lấy tiền nha. Tiền gì? Giận hoài. Tiền tôm hồi sáng tôi kêu bà bán cho ông ba lít đó. À, tiền đó đó hả? Hết rồi mày ơi. Hả? Thôi nghe. Tiền của tôi à. Sáng tao bán rồi gặp chủ nợ lụng túi lấy hết trơn rồi. Trời. Thôi bớt giỡn nha. Bây giờ tôi qua nhà bà tôi lấy tiền đó. Thôi mày khỏi qua. Chủ nợ nó dí quá tao cũng đi trốn rồi. Tiền mày mai mốt tao làm tao có tao trả. Vậy thôi nha. Trời. Mình tính nhầm cái bài giang hồ rồi trời. Tiền của mình. Chỉ còn một chút ngu kế là xong. Ngày nay trả được thù, tao cho mày mất uy tín luôn. Tụi bay hả? Bay đặt thông đồng lật tẩy tao hả? Ba lít ơi ba lít, thằng đực này là có chết cũng lôi mày theo. Đúng là của thiên trả địa. Hai người rồi bây giờ hai mình. Sao lần nào Tiết cũng khinh thường con hết trơn vậy? Tía không tin tưởng con. Không lẽ tía không muốn cho con tía làm chủ hay sao? Được rồi, tía không giúp con cũng tìm cách khác. Sao kìa, chú Chính gọi kìa. Sao nghe? Nghe chửi nữa. Bộ chú Chính không cho hả? Không cho còn chửi một trận nữa kìa. Nói cái gì tao chưa học bò đã lo học chạy, dục tóc bốc dục. Dục tóc bất đạt. Nói cũng nói sai nữa. Thì đại loại vậy đó. Mà nhiều khi chú Chính lo cũng đúng. Tại sợ mày làm rồi hư bột hư đường, không nên thân nên hình gì hết thì chú Chính cản. Cái gì? Làm ăn mà mày phải gan chứ, có gan mới làm giàu. Thì cũng đúng. Nhưng mà giờ chú Chính không cho rồi mày tính làm sao? Tao sẽ... Sẽ sao? Ê dạ. Mượn tiền. Buông ra. Mượn tiền làm thấy ghê. Nói được rồi còn gờ gờ vô nữa. Thì cũng phải thành khẩn như vậy mày mới cho chứ. Tiền. Ôi, nấu sớm thì tao cho tiền mượn nè. Cầm 120 ngàn lấy vốn mà ăn cả gia tài sản của tao luôn á. Cả gia tài sản của mày luôn hả? Ừ, lấy đi. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn mày. Công ơn của mày lớn quá tao không dám nhận. Cầm đi đừng có ngại, tao không có lấy lời để lớn gì đâu. Cầm đi. Thôi nhiều quá không dám nhận. Cảm ơn. Vậy cảm ơn mày đỡ hao. Gì vậy? Ruột hồng. Ê, cái chừng bể ly tao. Ruột hồng. Hôm bữa con trả tiền cà phê cho ruột á. Nhớ không? Nhớ. Đâu có đòi nữa đâu. Hôm nay con cần tiền làm ăn. Ruột cho con mượn lại nha. Đội ơn. Xui rồi. Bữa nay mày đi mượn tiền mà không coi ngày hả? Tao mới gom tiền, tao trả tiền hàng hết rồi.
rồi luôn. Tăng 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 tăng. Tôi coi giùm sang bảy coi nó bị gì mà tới đây nó bỏ đây rồi nó đi đâu mất tiêu vậy Tèo. Chú hai yên tâm đi, con kiểm tra chút xíu là ra liền à. Ủa Tèo không gặp mày có gặp ba Lít không? Dạ có, mới gặp hôm qua nè. Có nghe nó nói vụ tiền bạc gì không? Dạ có. Mà nó than với con là chú Chính không có cho nó mượn tiền mà ăn. Nó tính đi mượn nợ á, mà không ai cho cái tính qua mượn chú hai á. Trời đất ơi, tao làm gì có số tiền lớn cho nó mượn. Ai biết đâu, nó đi mượn giáp sống cùng làng hết trơn rồi. Cái thằng đó nghe tao nói lãng hoạn á, dính vô cái bọn mà cho vay ăn lời cắt cổ đó, rồi mệt nữa đó. Đó 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 đó, con cũng nói nó y chang vậy á. Mà nó quyết tâm lắm, nó nói một hai là nó phải làm cho bằng được luôn á. Thằng đó từ hồi xưa tới giờ hồi không có công ăn việc làm cũng mệt với nó, bây giờ có công ăn việc làm cũng mệt với nó luôn. Được chưa Tèo? Dạ xong rồi nè. Kỹ ta, con có bu ghi gậu nó còn lửa á, con sao không chạy trời? Con bị cái gì sao không chạy được? Mày coi cho kỹ coi, nó không bị cái gì làm sao mà nó không nổ máy? Con coi kỹ lắm rồi á, sao nó bị gì kỹ ta? Thiệt chứ? Thôi hỏi sửa nữa thợ quốc tế ơi. Sao vậy? Cái xe hết xăng rồi kìa, bây giờ em đi. Thánh thần ơi trời, xe hết xăng rồi chú hai kia con sửa, làm nãy giờ cắm đầu cắm cổ sửa cũng chết luôn. Mày á, mày đi ăn học sửa xe chứ gì? Thợ sửa xe mà lỡ tao nhìn cái bình xăng của nó còn xăng hay không? Câu này đáng lý phải nói với mày cò á. Chạy xe gì mà không để ý xăng cổ gì hết trơn à, vậy mà hư xe hư. Mày á, tao lỡ tao phải coi cho nó kỹ rồi tao mới sửa cho biết hư chỗ nào mày mở rồi mày sửa. Mày giống như bác sĩ mà tao bị giò này mày đem mổ giò này vậy đó. Ai biết đâu tưởng bị hư thiệt. Thôi sẵn xe đó, vậy đi mua cho nó lít xăng gì đổ vô đi, chiều nó còn đi về nữa. Đúng rồi ha, vậy thôi chú hai ở đây coi chừng xe nha. Chú hai đừng đi đâu nha, con đi mua xăng cái. Nhà tao thở đây chứ đi đâu. Quên. Thôi đi mua xăng nha, đừng la lớn người ta làm mất uy tín con nha. Bất giỡn gì đâu thiệt, shop này có mấy thằng mà không có thằng nào mà nó thân thằng nào. Ủa cái mặt bằng này đâu mà đẹp quá vậy chú ba? Của con cháu chú trên chợ á, nó đang có ý định cho thuê khoảng 200-300 mét vuông gì đó. Ôi mặt tiền đâu đẹp quá trời luôn. Ừ dạ. Chú nói nhiều thì bây giờ hỏi mày nói 200-300 mét gì đó. Bớt xuống xíu được không? Một xíu thôi phải không? Là khoảng nhiêu? 20-30 mét vậy. Trời, mày bớt cả khúc cả xào mà kêu bằng thiếu. 200-300 mét thành 20-30 mét chút xíu sao mở giữa. Bây giờ nè, con ưng bụng rồi thì nói, để chú ba nói với nó cháu chú thôi, nó sẽ bớt cho con mở giữa chứ mà 20-30 mét là không có làm được, bay với vợ mày ngồi là hết rồi đó. Con cũng ưng lắm. Ờ. Mà có cái không ưng. Cái nào? Hay quá ha. Cũng cái lửa đó đó, họ nói cho cố vô rồi là chút quốc à. Thì đó, bữa nói chi cho cố. Ừ. Đúng là há miệng mắt quai. Làm sao vậy? Tía con không chịu đầu tư rồi. Năn nỉ hoài luôn mà trời, nói tới là chửi, điện tới là la con à. Vậy hả? Vậy là tan giấc mộng đồ bàn ha. Không, không cho con vẫn làm. Bây giờ không có tiền đầu tư lớn thì con tìm cách con đầu tư nhỏ. Ừ, lấy ngắn nuôi dài. Dạ. Ừ, vậy thì bây giờ là cái mặt bằng này sao? Giờ chú nói cháu chú á, có ai mướn thì cho mướn trước đi. Còn nếu đợi con thì 5-7 năm nữa con có tiền con mướn. Trời đất ơi, đợi 5-7 năm gánh quá. Vậy thôi. Ờ, đó. Tưởng có kèo thơm bây giờ gặp kèo gió thôi. Chú ba làm cò hả? Vậy sao nói cháu chú ba? Cò chết cúm núm vậy cũng phải làm chứ, cháo cháo chứ hai bên tao nói qua nói lại rồi cũng phải có chút đỉnh để trà lá chứ bay.
Dạ bác hai. Bác hai gọi con qua đây có chi không bác hai? Ngồi đi. Tao nghe nói tía mày la mày dữ lắm phải không? Tía còn chửi còn xối xả luôn bác hai. Chắc nó cũng lo cho mày, sợ mày nôn nóng rồi thất bại, la rề với thôi chứ chửi gì. Chung quy á là tía con không có tin tưởng con. Tao cũng nghe nói mày chạy đầu này đầu kia mượn nợ dữ lắm phải không? Mà không có đó gì. Dạ giờ chưa biết làm sao giờ bác hai. Tía con không giúp thì con tự tìm cách thôi. Tao nói trước đó nghe, làm gì thì làm, chứ đừng có dính vô cái tụi mà cho vay nặng lãi đó. Giống như bác gái mày kỳ trước đó mày nhớ không? Là có nước bán nhà luôn đó, chứ không phải chơi với tụi nó đâu. Thì chứ giờ con cũng không biết làm sao nữa. Cái này là sao bác hai? Tao cho mày mượn tiền làm ăn đó. Cái gì? Bác hai cho con mượn tiền? Ừ. Mày nhớ làm ăn cho đàng hoàng nha. Dạ dạ dạ. Trời, cảm ơn bác hai nhiều lắm. Người sinh con ra là cha mẹ, người giúp đỡ đời con. Câu đó quen lắm, tao thuộc lòng luôn rồi. Nói câu khác đi. Nhớ làm ăn rồi trả vốn lại cho tao là được rồi, không lấy lãi lấy lời gì cho mẹ. Dạ dạ, con hứa con sẽ không bao giờ phụ lòng bác hai hết á. Trời ơi. Giờ có tiền rồi đó, kế hoạch mày làm ăn ra sao nói tao nghe coi. Bây giờ con có tiền rồi, con sẽ thuê mặt bằng, con mở vựa tôm, nói là phải làm liền cho nóng bác hai. Rồi thôi vậy đi đi. Nói lại cho nó cẩn thận. Rồi. Đội ơn bác hai. Trời ơi, quý nhân. Chúc thành công nha. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp, cũng ham làm ăn lắm. Alo, chú Chính hả? Tôi đưa cho nó rồi đó nghe. Tôi nói là tiền đó tiền của tôi, để cho nó có trách nhiệm. Cha, lần này chơi lớn dữ ha. Bán đất luôn đó hả? Chú xử lý vậy tôi thấy cũng phải. Làm cha làm mẹ mà giận thì nói vậy thôi, chứ sao bỏ con cái được. Thì nó lớn rồi, nó từ từ nó cũng suy nghĩ rồi nó cũng hiểu chú ơi. Trào lông ta đó. Mày uống sao mà như trâu uống nước đìa vậy? Ai chịu nổi ba lít. Dạ em mời bác hai. Mày uống luôn đi. Sao mà kiếm cái mặt bằng khó dữ bác hai? Khó đâu mà khó. Mặt bằng thì thiếu gì, mà chỗ nào mày cũng chê hết sao không có được. Chứ hét giá trên trời không sao không chê được. Thì mất tiền ngoài lỗ thì giá nó phải cao chứ, kinh doanh mà. Nhưng mà thuê cái giá đó là mới mốt rồi mình làm không có lời. Giờ bác hai kiếm cái mặt bằng nào mà quen quen hay cái gì đó giới thiệu con đi bác hai. Ráng nhớ ha. Tao nhớ rồi. À, coi. Ở đâu bác hai? Có chỗ này tao cho thuê mặt bằng này em nè. Chỉ con đi. Bây giờ mày đi qua chợ khoảng chừng 200 mét. Qua chợ 200 mét, gặp cái ngã ba, quẹo phải. Quẹo phải. Chạy vô khoảng 100 mét. Chạy vô 100 mét. Gặp cái ngã tư. Gặp cái ngã tư. Quẹo trái. Quẹo trái. Chạy khoảng chừng 20 mét nữa. Quẹo phải. Phải. Quẹo phải khoảng chừng 10 mét. Tới chưa bác hai? Gặp xe nước mía. Tới rồi phải không bác hai? Xe nước mía hỏi anh ta có chỗ nào thuê mặt bằng, rồi anh ta chỉ cho. Thôi đi, cái mặt bằng gì đâu mà quằn mèo nghe thôi đó, chóng mặt rồi lấy gì đi, lấy gì làm ăn trời. Trời đất ơi, ngoài mặt tiền thì mày che mắt, thì phải vô tuốt trong rừng mới có mặt bằng mà rẻ chứ.
Thôi vậy để từ từ kiếm đi bác hai ơi. Làm ăn mực tính kiểu mày chết rồi. Riêng tôi vốn không cố chấp mà chân bị tù tôi có lời về đâu. Tôi chỉ mong cho chú chân được tự do an phận. Phận à, trời ơi. Sao đó? Đi ngoài đường mà nghe chú ba hát con tưởng đâu nhà chú ba bắt chương trình tài tử không à. Gì đó hả? Hay thiệt. Mình định đầm lộ lắm nha. Nhưng mà này, đi qua đây chú có gì không? Uống trà đi con. Trời có mới kiếm chú ba chứ. Vậy hả? Gì? Cái hôm bữa á, con nhờ chú ba cho con coi mấy cái mặt bằng á. Ừ. Giờ còn không chú ba? À, cái mặt bằng của con cháu chú trên chợ mà nó phải thích vậy hả? Đúng rồi, cái mặt bằng đẹp hết sức. Nó tao muốn gọi. Lúc đó bay nói đợi 5-7 năm dễ gì. Dễ gì trên chợ mà 5-7 năm được, cho nó muốn gọi. Cái bữa đó là con chưa có tiền. À, giờ có rồi tức thiệt trời. Giờ có rồi mới muốn phải không? Dạ. Rồi ai biết ngứa đầu gái mới nói vậy với lẹ làng chứ mới làm vậy sao được. Rồi bây giờ sao? Chú ba. Gì? Bây giờ á, chú ba đi coi vòng vòng á, ngắm nghía giùm con có cái mặt bằng nào đẹp đẹp á, mà giá mềm mềm nha. À, chú ba giới thiệu con. Ừ. Á, tại con mới ra nghề vốn còn mỏng lắm. Bây giờ cái ý của con là bây giờ muốn là ngon bổ rẻ phải không? Dạ. Mới ra gàng phải không? Ừ. Rồi chú ba hiểu ý rồi. Chú ba tầm sát cho. Tìm được rồi chú ba sẽ kết nối cho hai bên thương lượng nha, giá cả chú ba giúp cho. Trời, được vậy là cảm ơn chú ba nhiều lắm á. Ừ. Dạ, có gì á con gửi cà phê cho chú ba. Thôi tao giỡn chơi với con cháu mở mà bước đầu ra làm ăn mà tiền bạc cái gì mà cà phê. Thì ý con là đâu có tiền bạc gì đâu. Con mua cà phê con gửi cho chú. Trời. Thì hôm bữa chú ba nói thích uống trà, uống cà phê, uống rượu gì đó. Mày hiểu nghĩa y vậy luôn hả? Dạ. Trời. Cái thằng này nó ghê dữ lắm. Rồi đây nay mai hả, nó sẽ giật hết mối của chú. Nhưng nó giật của con cho chú coi. Trăm người bán vạn người mua. Không có thằng ba lít này cũng có người khác thôi. Nhưng mà thằng này nó gian manh lắm. Chú nhìn cái mỏ nó hết tối ngày là chú biết nó gian rồi đó. Mày nói làm sao chứ? Bữa giờ tao làm ăn với nó thấy tính tình nó cũng hiền lành, đâu phải người gian xảo đâu. Trời ơi, nó giả ngay giả ngô đó chú. Chú nghe nói hả? Lù khù giác cái lù chạy. Đây nè, tấm gương trước mắt đây nè. Con nói với chú hả, nó hại con là sất bất sang bang luôn rồi đó, cho chú biết. Chú Thành, chú Thành, giờ con có cách này, con nói của chú nghe được không nghe? Nói nghe thử coi. Alo. Dạ có phải anh Ba Lít không ạ? Ờ dạ đúng. Tôi Ba Lít thu mua tôm đây. Dạ. À, tôi nghe nói á là anh đang kiếm cái mặt bằng. Tôi có nè. Ôi phải rồi. À mà chị, phải chú Ba Đời giới thiệu phải không? Chú Ba Đời hả? À, đúng rồi đúng rồi. Tôi có soạn sẵn cái hợp đồng rồi. Cậu xem rồi ký giùm tôi nha. Chèn ơi. Bà chủ cho thuê mặt bằng chuyên nghiệp, công nhận bằng ăn cái gì cũng mau lẹ hết ha. Tôi cũng quen rồi. Dạ. Ủa? Có sao không cậu? Chị ơi, chị có đánh máy nhầm không? Sao đây chị cho thuê tới 5 năm? À, không phải đâu. Tại tôi thấy cậu thật thà, cho nên tôi muốn kéo dài hợp đồng với cậu như vậy đó. Chứ không có ai mà chịu ký một cái hợp đồng mà dài hạn kiểu này đâu. Dạ, thường thì người ta chỉ cho một năm thôi. Rồi cái sang năm sau người ta nói điện nước lên giá, hay thấy em mà bằng ăn được cái người ta lấy lại. Thì đó, tôi đâu có ưa kiểu đó đâu. Dạ. Tôi thấy lên giá hoài cũng tội nghiệp người ta nữa chứ. Chủ yếu là cái uy tín với nhau thôi. Cậu làm ăn lên thì tôi cũng được tiền. Tôi nói có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Vậy bây giờ em ký hả chị? À, cậu ký đi. Dạ. Ui, bác hai. Thấy cậu bộ khăn trang dữ ha. Dạ. Ui, ngồi chơi. Ngồi đâu? Ui, bác hai, ngồi đỡ đi. Tại con mới ra chưa mua ghế. Đồ đây làm ăn sao, đỡ không? Dạ, con chưa khai trương, mới ra sửa soạn lại à. Dạ hả? Chừng nào thu mua được rồi đó. Nhớ làm cái bản hiệu nha. À,
Dạ. Để thu mua hải sản 3 lít. Ủa, được à, kéo đây theo bác hai. Ừ. Rồi, sao chúc mừng mày nha. Ở bác hai đi à. Dạ. Bác hai. Dạ. Vài bữa ăn khai trương á, bác hai có tôm, nhớ mang ra bán, lấy hên cho con nghe bác hai. Nó khó mới bán mày chứ, mày khai trương người ta không có tôm nữa gì bán. Dạ, tại vì người sinh con ra là cha mẹ, người cứu vớt. Thôi, câu này cũ lắm rồi. Giờ làm ăn mới rồi, kiếm câu mới học đi. Mày bí sĩ vậy? Mày giữa sao rồi? Mấy bữa nay ế nhẹ à, không biết làm sao nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ba con tao biết mày mở giữa không? Dạ biết. Con thông báo hết rồi. Chẳng những qua vậy cũng gọi cho từng người luôn. Có chừng tao không hay đó, người ta ngồi nhà tao chờ mày tới nhà tao cân đó. Nhưng mà con thông báo là có giữa, mà sao mà không ai ra giữa bán tôm cho con hết trơn? Kỳ ta. Bà Linh, chú hai bà Linh. Trời đất ơi, mày chạy đi đâu mà như nở dí vậy tao? Quan trọng hơn nở dí luôn chú hai. Cái gì mà quan trọng? Mày kiếm tao làm gì? Tao điều tra giùm mày rồi. Mày biết sao mà mày bị ế không? Sao? Tại vì á, bên giữa ông Tâm ông thu giá cao hơn, cho nên bà con cô bác người ta bu qua bển, người ta bán qua bển. Đặc biệt nha, ông được cũng đi vận động bà con là bán cho ông Tâm, chứ đừng có bán cho bà Linh á. Trời đất ơi, mà nó mua cao hơn bà Linh mà cao hơn bao nhiêu? Cao hơn nhiều lắm luôn chú. Mà ngộ một cái nha, ông mua giá cao của bà con mà ông bán lại cho công ty giá rẻ. Làm ăn gì kỳ vậy? Làm ăn kiểu đó chẳng khác nào quăng tiền ra cửa sổ à. Thì đó, con nghe nói là bây giờ ông chịu lỗ để mà ông ép chết bà Lít luôn á. Làm ăn gì kỳ cục vậy ta? Ê bà Lít, mày bị sao vậy? Chết con rồi bác hai ơi. Ông Tâm, ông tiền nhiều lắm, con đấu không lại ổng. Mày bình tĩnh đi. Giặc tiến ta lùi, giặc lùi ta tiến. Đúng rồi. Nhưng mà con sợ. Giờ bao nhiêu vốn liếng bác hai đưa cho con, tiền của bác hai con lấy đầu tư, lỡ không thành công biết tiền đâu con trả cho bác hai nữa. Không sao đâu, tiền đó không phải của tao. Của ai? Tía mày á. Tía mày không tin mày, sợ mày ý y, cho nên ông nhờ tao đứng ra cho mày mượn đó. Chết rồi. Phải tiền của bác hai từ từ trả. Tiền của tía con. Giờ chắc tao bỏ nhà đi, tao qua tao ở với bác hai luôn á. Thôi đi. Mày qua mày ở với tao rồi. Tao chết chứ không phải mày chết đâu. Dạ. Cậu cư tới đây có chuyện gì không? Dạ chị ngồi đi. Chuyện gì thì nói nhanh đi nha, tôi còn đi công chuyện nữa đó. Dạ thú thật là mấy hôm nay á em làm ăn kinh doanh không có ổn. Vậy sao? Dạ nên em định trả lại cái mặt bằng á chị. Được thôi. Hả? Dạ em cảm ơn chị. Trời ơi chị ơi, thật tình là em cũng muốn thuê lắm. Nhưng mà giờ làm ăn không được. Chị đừng có buồn em nha. Trả mặt bằng á thì mất cọc á nha. Dạ. Em chịu mất cọc. Thà vậy, chứ bây giờ tháng nào cũng đóng bù lỗ vô á, chắc em chết luôn á. Rồi còn bồi thường thêm hợp đồng này nữa. Dạ. Chứ không có cái bấy nhiêu đó là xong đâu. Cái gì? Cậu xem kỹ hợp đồng đi. Cái gì? Quỷ hợp đồng bồi thường 5 năm. Trời ơi, hồi lúc ký đâu có.
Cậu nói chuyện ngược ngạo à. Hồi đưa ký á, tôi kêu cậu đọc kỹ rồi. Cậu không thấy là tại cậu, nhưng phải tại tôi nha. Sao mà vô lý như vậy? Thuận mua vừa bán thôi cậu. Nếu vô lý á, thì cậu đừng có ký. Ai ép cậu đâu. Bây giờ cậu ký rồi thì không có nói nhiều, chính theo hợp đồng mà làm. Sao chị không đi ăn cướp luôn đi? Ăn cướp để vô tù hả? Tôi nói cho cậu nghe, tôi giàu chứ tôi không có khùng. Hợp đồng là giấy trắng mực đen, chữ ký của hai bên có rồi nha. Chị đừng có ép người quá đáng nha. Hèn chi chị mới bắt tôi ký 5 năm. Chị lừa đảo hả? Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa, vô ích thôi. Túm lại, hủy hợp đồng thì bồi thường, còn có tiền thì đóng tiếp đi. Vậy nha, suy nghĩ kỹ thì cái gì chưa có nói hết mà. Ui, cái gì này? Bồi thường cái gì? Ở lại đứng lên nói nè. Ui tao qua đây gặp mày có chuyện nè. Chuyện gì? Mày á, mày nói với cháu mày một tiếng. Mày nói sao đâu mày nói. Chứ tao thấy á, nó ép ba lít quá coi không có được. Ủa? Cháu em mới xứ xào lá này nhóc hết trơn, anh nói đứa cháu nào? Nói em mới biết chứ. Nó làm hợp đồng cho ông ba lít thuê miếng đất để mở giữa 5 năm đó. Tưởng đâu ăn nên làm ra không nói. Bây giờ làm ăn không được, bây giờ trả lại nó. Nó bắt thằng ba lít phải đền hợp đồng 5 năm. Tiền đâu đền? Đã làm ăn lỗ lã rồi tiền đâu đền? Quỷ thần ơi, hồi nãy giờ anh hai nói đầu đuôi em mà biết được em chết bất đắc kỳ tử luôn đó. Không biết cái gì chuyện này luôn, không liên quan gì tới em hết. Ủa sao nó nói cháu mày giới thiệu không hả? Trước đây á em có làm mai cái mặt bằng của thằng cháu em cho thằng bả lít thiệt, nhưng mà nó không có chịu cái mặt bằng đó. Còn cái mà cho thuê sau này 5 năm đền vậy đó, em hoàn toàn không có quyền biết gì hết. Không có cháu gì em đây hết. Mày nói thiệt ra hả? Dạ thiệt. Anh hai mà có thương bả lít thương em á thì nó đi xác minh lại đi. Rồi xong đời ba lít nữa. Sao vậy anh? Bị ăn quả lựa nữa rồi. Trời ơi. Chú hai. Gì? Nãy con mới chạy ngang cái vựa tôm của ba lít á, không có buôn bán gì hết trơn á. Trời đất ơi, tới nay chưa mở cửa nữa hả? Chưa luôn. Chắc bị lừa quá nặng rồi khủng hoảng chứ gì. Điện thoại nó thử coi. Ờ quên ha. Chết rồi. Nó khóa máy rồi chú hai ơi. Chạy qua nhà nó thử coi. Dạ. Chú hai tới luôn rồi kìa chú hai ơi. Ủa phải mày không bơi đít? Làm gì mặt mày đầu cổ như cái chuồng heo vậy mày? Ổn không mày? Con nghe lời bác hai, đóng cửa tịnh tâm để nghĩ cách. Mà sao nghĩ hoài nghĩ không ra bác hai? Mày suy nghĩ nữa đi, từ từ nó ra. Làm gì gấp vậy? Nghĩ mà tức. Không hiểu sao người ta lại hại con. Con mà chết thì bên đó cũng bị tổn thất. Vậy hại con chi gì không biết. Mày qua mày hỏi nó. Nó hãm hại mày đó. Mày hỏi tao sao tao biết được trả lời với mày. Mà ngộ thiệt nha. Mấy người đó làm như dư tiền lắm vậy á. Hại người ta làm chi không biết nữa. Tao có cách. Cách gì chú hai? Hay. Bác hai, cái chiêu này mình đặt tên gì cho nó ngầu? Cái chiêu này đặt cái tên là móc túi kẻ hại mình. À, kịch bản này con cho thằng Tèo đóng vai chính. Hả? Đó giờ đóng vai phụ con, bữa nay được đóng vai chính luôn hả? Được không à? Bác hai yên tâm đi, thấy gì chứ nó diễn sâu dữ lắm. Mày kiếm được tiền từ trong túi của thằng đó đó. Hay. Đi làm liền, đi làm liền. Đi làm liền. Dạ. Đi. Khoan. Trước khi đi đó, mày về mày cạo râu rồi, đầu cổ chải xịt keo rồi lên quần áo ăn bận cho nó chỉnh tề, tao mới hợp tác với mày chứ. Chứ mày te tua kiểu này ai dám? Đúng rồi, làm cái gì cũng phải có bộ mặt hết.
Hả? Đúng rồi. Trời đất, cũng có nón này nữa, không có cái nón nào mới hơn hả? À, thì chừng nào con thành công con sẽ bỏ. Cái này gọn hơn cái kia. Ừ. Đi nhanh quẩy đi, để ta đợi. Yên tâm. Ủa bà chủ, hôm nay bà Lít nó đóng tiền mặt bằng đầy đủ không? Không thiếu một cắt nữa, mà còn đóng đúng ngày nữa kìa. Kỳ ta. Có cái chuyện này kỳ hơn nữa nè. Kỳ này nó đóng là nó vui vẻ lắm, chứ không có phải là thiểu nợ như mấy lần trước đâu. Cả tháng trời không mở tiệm buôn bán mà vui vẻ đóng tiền nhà, cái này thấy lạ nha. Thì vậy. Cái này con nghi là nó đang gồng nữa chú ơi. Không bao lâu nữa, để cho coi. Nó gồng đâu tôi không biết nha, chứ tôi là gồng hết nổi vậy đó. Hổm giờ thu mua vô thì giá cao, bán lại công ty thì giá thấp. Tính là chờ cho thằng Ba Lít nó ngủm, tôi mới hồi giá lại. Ai về đâu, gần 2 tháng nay rồi, nó vẫn im re. À, chú nói con mới nhớ nha. Mấy hôm nay, thằng Tèo á, nó hay đem tôm của nó bán cho chú phải không? Ừ. Đó. Ê, có khi nào tụi nó liên kết với nhau? Rồi 796. Rồi 968. Anh gửi em 970 luôn. Cảm ơn Út Món nha. Dạ. Bữa nào nói ba có tôm đem ra đây bán đó nha. Dạ. Ủa Ba Lít. Ui Bác Hai. Hôm nay mua bán rồi được không mày? Dạ được. Lên ngồi chơi Bác Hai. Nè, mới mua một thùng luôn. Con bé Út Mót mới mang ra bán nè, ngon quá trời luôn. À, được tươi quá. Dạ. Bác Hai, tôm thẻ chân trắng luôn Bác Hai. Ừ. Dạ. Ui, Bác Hai, đứng đây đi, để con đi con kêu cà phê cho Bác Hai uống. Thôi, cà phê cà pháo gì mày ơi. Vậy ngồi đi Bác Hai. Ủa Bác Hai, ra kiếm con có chuyện gì không? Ra kiếm mày, có mày rảnh á, vô nhà tao cân tôm. Ui, đã vậy? Bác Hai mới bắt tôm hả? Bởi cò đang bắt trong á. Dạ. Để đi, con muối cái này xong con ốp đá rồi con chạy vô liền. Lẹ, để nó xúc đầu hết á. Dạ. Ba Lít ơi. Ủa, chú Hai. Gì? Chú qua đây chi vậy? Ra kêu Ba Lít vô nhà tao cân tôm. Ôi dạ. Ừ. Rồi mày qua đây chi? Qua câu của mày buôn bán sao nè? Chú Hai. Có cái chuyện này quan trọng con quên kể chú. Mày từ đó tới giờ toàn là chuyện quan trọng, không có cái chuyện nào nó vừa là nó nhỏ sao quan trọng không à? Miễn nghe tiếng xe nó chạy tới cái là nó quan trọng không à? Không chú Hai, cái chuyện này quan trọng thiệt. Chuyện gì? Cho mướn mặt bằng cái chỗ này nè, một phe với ông Tâm á. Kể nó chứ, mắc mớ gì phải sợ nó. Sao tỉnh bơ à? Mình là người chiến bại, bây giờ trở thành là người chiến thắng, mắc cái gì phải sợ nó. Chính xác. Ờ, Bác Hai mới gọi con sáng luôn nè. Nói làm hợp đồng lại đi, 1 năm thôi, đừng có làm 5 năm lâu quá. Dễ gì mà con chịu. 5 năm giá rẻ, ngu gì mình ký lại, đúng không Bác Hai? Hay quá mày ơi. Bởi người ta nói nghe, qua cơn bị cực là tới ngày đi Thái Lan. Đã qua cơn bị cực tới hồi Thái Lan. Bởi vì mày á, biết thì thưa thì thốt, không biết thì giữ cột nghe. Kệ tao mày, giờ muốn đi đâu cũng được chân á, miễn là giờ mình thành công là được rồi. Chính xác. Giờ bên đó hết cứ dám chơi cái chiêu mà liền tiền qua cửa sổ rồi. Bây giờ thách nó liền đó, liền nhiêu ta hứng hết nhiêu cho mày coi. Ở đây, đúng rồi, nè, liền nhiều hứng thì hốt về. Hai đứa nghe Bác Hai dặn nè, cái khó nó ló ra cái khôn. Mình phải tận dụng những cái mình có, biến thua thành thắng, biến không thành có. Mình phải vươn lên trong xã hội này, nhớ không? Dạ. Hay quá chú Hai. Quá hay. Cái thằng địch mày nó trốn mất tiêu luôn rồi.
bày đặt bày mưu tính kế là mình lỗ sặc máu luôn, bực mình thiệt. Ơi, muốn gì nữa đây? Mà tôi nói trước nha, số tiền đó với tôi không là cái gì đâu, không cần phải qua đây lên mặt nha. Dạ anh á, hiểu lầm rồi. Em qua đây á là muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Em với anh á không có ăn quán gì hết. Em biết là ông Đực ổng muốn phá em nên á mới lợi dụng anh thôi. Em cũng biết thương trường như chiến trường, ra làm ăn là phải cạnh tranh. Nhưng mà thay vì mình suy nghĩ cách hãm hại thì mình hãy suy nghĩ cách để làm giàu, đúng không anh? Tức là sao? Ông nói thẳng ra luôn đi. Dạ, ý em là mình cứ cạnh tranh công bằng, vừa anh làm vừa em mua. Trời ơi, em mới ra nghề còn non tay lắm, còn phải học hỏi ông anh nhiều lắm. À, dạ. 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 Alo. Dạ, giữa ba lít xin nghe. Dạ dạ, giá giá cũ anh ơi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, dạ dạ. Dạ đúng rồi đúng rồi. Dạ dạ. Rồi rồi, anh đóng thùng hết rồi đó nha. Ờ. Rồi 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 rồi. Trời, nghe điện thoại không thở hơi tay ha. Trời ơi, mấy bữa nay mua được bận lắm. Gì hả? Nghỉ ngon rồi. Đâu đây, ngồi chơi. Bữa chỗ ông khách thả gần đây nè, qua coi buôn bán sao rồi. Rồi chơi đi, để tao kêu cà phê lại hai mình uống nó dốc chơi. Được à. Ê, nhiều quá như vậy làm hết không mày? Sao mày không mướn người đi? Ừ ha. Vậy mà tao không nghĩ ra. Mày thấy từ hồi sáng tới giờ hả, mua tôm rồi đập nước đá, ốp tôm vô rồi đóng thùng thấy ha. Về nhiều khi nửa đêm tao ngủ dở tay lên không được luôn. Đúng rồi, mà mày đâu dám nghĩ đâu đúng không? Sao nghĩ được? Ngày xưa á, lúc mà còn đi cân dạo thì vui cân buồn nghỉ. Còn giờ có cơ ngơi cơ sở hoành tráng gì rồi, đâu có nghĩ được mày. Đúng rồi, nghĩ là mắc mối hết trơn luôn á. Ừ. Mướn đi, mướn mà làm nổi mày ơi. Gì? Mày chạy xe ế phải không? Thì cũng hơi ế. Không ấy, mày về mày phụ tao đi tèo. Mày làm lính cho tao. Cái gì? Nghĩ sao mặt tao gì làm lính mày? Thì mày về mày phụ tao. Trời ơi, anh em mà có sao đâu tèo. Bây giờ tao làm ăn cũng được rồi. Tao kiếm được chén cơm thì mày chắc chắn sẽ có được chén cháo. Tao á là nói mày phụ tao thôi. Còn mấy cái thời gian rảnh tao vẫn cho mày thực hiện cái đam mê của mày. Đúng rồi, có khách ở đây căn tôm là người ta không có xe cho mày trở về luôn. Mày lấy tiền, thời gian rảnh cho mày chạy xe ôm. Bị tao biết căn tôm không à, chứ tao đâu có biết tính toán sổ sách gì đâu. Lỡ lộn xộn chật tán bán châu rồi sao? Yên tâm đi. Mày không nhớ ngày xưa hả? Tao mày bẻ cò đó mua cây si á, tao tính tiền chặt lên chặt xuống. Mà giờ á, mày cứ tính tiền đi, từ từ là mày sẽ quen à. Mày tập đi, tới nữa mày làm giàu rồi, ngày nào mày cũng kiếm tiền hết trơn á. Vậy ha? Ừ. Ừ, gì cũng được, để tao qua tao phụ mày ra. Ok. Bắt tay. Bắt tay nha. Điện thoại nữa hả? Dạ em nghe anh Khá. Rồi rồi, vậy hả? Anh đang ngoài quán cà phê đầu đường phải không? Rồi 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 rồi, em qua liền. Dạ dạ dạ. Có khách hàng xuống, người ta hỏi giá tôm làm sao. Không phải bây giờ tao chạy ra ngoài, tao uống cà phê tao bàn giá. Coi dựa giùm nha. Xe xuống rồi có gì ginh thùng lên giùm tao luôn nha. Ok vậy nha, vậy nha, ok. Ê, lẹ gì với mày, tao không biết tính toán gì đâu đó. Bác hai. Trời đất ơi, thích gặp đồ quay như chó phóc nha. Bác hai chọc con hoài. Ủa cái thùng này gửi cho tấm tàn hả bác hai? Còn nữa, tao thấy bà còn chất hai ba giỏ gì ra tới giờ nè. Ê bác hai. Ừ, qua rồi hả? Nè,
Ây da. Đem hết nhiêu đi lên cho ảnh luôn cho tấm tàn hả bác hai? Có nhiều đâu, đem lên giùm bác hai nghe. Trời ơi, gửi kiểu này chắc tấm tàn nó ăn tới 8 tháng luôn á. Quá nhiều. Có nhiều đâu, nhiều. Dặn bà rồi, mua ít ít thôi mà làm cái gì mà y như là đi cứu trợ nạn lụt ở miền Trung vậy? Cứu trợ gì? Ít ít thôi. Ôi gì bác hai, là mình khỏi đem lên ha. Mày đừng có nghe không? Trời đất ơi, đem lên cho bác hai đi. Cái này nè là quà ở dưới quê, nó ngon. Hương vị quê hương bà con, ở trên thành phố làm sao có. Dạ. Rồi á, là bây giờ thằng Ba Giai á, nó ở với Tam Tàng, mình phải đem nhiều nhiều hai đứa nó ăn chung, chứ không lẽ đem ít rồi sao đủ nó ăn. Ý có thêm có thằng Ba Giai đó, là bao nhiêu đó. Thêm thằng cứng, thằng mềm nữa chắc bà chở nguyên xe tải. Kệ, okay, con cũng chịu khó con đem lên. Thôi, dạ. Đem nhiều bác hai ha. Dạ. Ủa mày tính đi mấy bữa ba lít? Con á, lên chở lên ký hợp đồng với khách hàng. Xong việc cỡ 3-4 ngày con mới về. Ủa? Con đi 3-4 ngày vậy rồi cái dựa tôm nhà ai coi? Dạ có con cuộc tẹo coi. Ủa? Tèo vợ làm cho mày đó hả? Dạ, giờ thằng Tèo qua làm lính cho con. Thằng Tèo vậy là nó bỏ chạy sớm luôn hả? Dạ thì mấy ngày nào con hàng nhiều thì con kêu nó qua phụ với con đi công việc rồi nè. Đó, rồi mà lúc rảnh thì con cho nó chạy thêm là chạy xe kiếm cơm. Trời cũng anh em mà giờ con phải huấn luyện nó lên, sau này con lên làm giám đốc thì nó cũng làm trợ lý. Mày nữa mày làm giám đốc làm ăn với đối tác khách hàng có thể bớt bớt cái hít được không? Chứ hít cái đó coi chừng. Dạ, cái hít này là cái đặc trưng của con mà, biết đâu khách hàng á người ta thấy cái người ta chịu rồi sao. Xóm này quen người mới thích chứ còn người ta lạ kỳ lắm á con. Dạ không sao đâu, từ cái ngày mà con không bị người ta phá đám á, làm ăn cũng được lắm á bác hai. Làm ăn cũng êm quá ha, bây giờ xách cặp đồ thấy khác liền nhé. Bác hai chọc có hoài à. Trời ơi, mặc áo gió quá khứ ra. Mới mốt có thành lập công ty, nhớ mời tao làm cố vấn hoặc là trợ lý cũng được, thế chỗ nào đó. Trời ơi, diễn viên có khác ha. Cái nhà tường chà bá lửa luôn, y chang như cái nhà tường ở dưới quê của anh vậy đó. Khác lắm nha, đóng tiền thấy mồ luôn á. Dạ. Tự nhiên đi đâu rồi lên đây rồi xách đồ nhiều quá vậy? À cái này là tía má em á biết em thèm đồ quê nên kêu anh xách lên á. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi, tía má còn nhận tâm lý với sợ luôn vậy đó. Tôi đang thèm tùm lum hết trơn rồi nè. Rồi bây giờ ăn thoải mái luôn. Ừ, cảm ơn nha. Gì vậy? Ba Giai đâu, sao không ra đón anh? Ờ, nó đi học rồi. Trời ơi, dạo này nghe siêng năng lắm nha. Cái gì hả? Ban ngày đi học, buổi chiều tối chạy xe ôm kiếm tiền. Thôi giỏi được. Anh là thích mấy đi. Người giỏi vắng vậy đó. Bữa anh nghe Mai về kể lên đây chơi vui lắm. Vậy đó hả? Trời ơi, lên đây nè, hai người cũng quấn quýt bên nhau hoài à. Thấy vui vẻ hơn tôi, để tôi lẻ loi có một mình vậy đó. Yêu mà. Trời ơi, dạo này nghe thành đại gia rồi nha. Ăn mặc được cũng ngon lành hơn trước nữa, làm ăn khấm khá dữ lắm phồn. Nói ngay mới thuê được cái dựa. Ừ. Cũng ngày làm 5-7 triệu gì đó. Rồi giờ đi lên đây gặp khách hàng nè. Rồi kêu lính ở dưới nó giữ. Trời đất ơi, thuê lính được luôn hả? Ngon nha. Tèo xe ôm á. Thì được, có anh Tèo thì được rồi biết không. Ê, khoan khoan, nói nghe nè. Ở đây anh em mình nói là nó làm lính anh thôi nha, đừng có về dưới nói. Nó nghe nó buồn á. Ông làm với tôi nhiều chuyện với ông chứ. Thôi, đại gia đến từ xẻo lá, đi từ sáng tới giờ mệt rồi phải không? Trời ơi, xách ba cái đồ này hả, dở tay không lên luôn. Bây giờ đi vô trong đi, rửa mặt tắm rửa nè, rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Chiều tôi dắt đi ăn lẩu. Nè, vô bên trong, đi thẳng, quẹo phải hay tới. À, rồi rồi. Trời ơi, lên chả anh phải ngủ một giấc cho nó tỉnh táo đây ngày mai còn phải gặp khách hàng nữa. Đây. Ồ, bà bận nha, bận nha. Cái gì vậy? Alo, tôi nghe nè Tèo. Rồi rồi, rồi sao tình hình ở dưới dựa sao rồi? Hả cái gì? Vậy hả? Chàng ơi,
có bác hai qua phụ là mừng lắm rồi đó. Ừ, đang nói chuyện với mấy thằng lính. Nói chuyện hai thằng lính trên đây. Ê đang ở phòng trọ ba giai tắm tàn. Rồi vậy nghe, hai ba bữa nữa tôi về. Rồi thiệt tình không có ba lít là ở dưới cái giữa rối tung mù lên hết. Ngày thường á nhìn tướng bần bần hèn hèn chứ vô bộ đồ thấy cũng sang ha. sao nhìn thấy được không? Giống chủ rồi đó. Ok á. Nhưng mà nói nghe nè. Gì? Mình đi gặp đối tác làm ăn công chuyện quan trọng thì người mình phải sạch sẽ thơm tho lên. Trời đất ơi, cái gì đâu mà nghe mùi toàn là mùi tôm, mùi cá, mùi cua gì nó dậy trời lên hết rồi. Tanh ói. Thì cái mùi này đặc trưng, nói lên tính chất công việc của anh. Thôi được rồi, đừng ngụy biện cho cái mùi cơ thể của mình nữa. Vô nhà vệ sinh lấy cái bình xịt phòng đem cho nó liền. Nhanh lên. Chờ tôi một chút. Ơi, đứng lên. Thôi, muốn làm đại gia không? Mày phòng vệ sinh mà. Dẫn chơi cha. Xịt toàn thân của người ta. Thơm thiệt. Cảm ơn. Ê, đi nha. Ê. Ủa, rồi giờ đi bằng gì ạ? Hả? Thì ở dưới á, đi đâu cũng có lính chở đi. Còn đây, không biết đi làm sao nữa. Thôi thì để cho ba gia chở đi nè. Nghĩ phẻ, tôi không phải lính. Mà làm gì vậy? Trời ơi, anh nói rồi, còn thanh niên mà đụng xíu là cảm, đụng xíu là sổ mũi. Sáng trước khi đi làm lên đi tập thể dục đi. Mà giống anh này thấy khỏe không? Dạ. Thấy không? anh quên, sáng đi làm gấp quá anh quên lăn. Dạ. Anh quên thôi. Nè, hẹn hò gì mà giờ này chưa tới nữa? Tôi ghét nhất mà đi làm với ai. Hẹn hò cái kiểu gì vậy? Dạ, em hẹn nó 9 giờ. Chưa tới giờ mà. Thôi gọi lẹ đi. Gọi nó. Ha? Alo, tới chưa? Dạ em tới cửa quán rồi mà thấy đông người quá em không biết ai hết. Trời, tôi mặc áo màu trắng nè, đi vô đây thấy liền à. Dạ. Anh phải mặc áo trắng đang cầm điện thoại. Ơi. Ơi. Chào anh. Ơi, trợ lý hả? Ngồi xuống đi em. Ông chủ tôi. Ôi. Em xin lỗi, em là ba lít, chủ dừa tôm với xẻo lá. Chàng ơi, bởi vậy thấy mặc áo vest là em nghi ông chủ lắm mà. Không sao. Dạ. Hiểu nhầm thôi mà. Tiếng lạ sao quen ha. Dạ. Quan trọng là mình hợp tác cho tốt ha. Dạ. Nhìn tướng cậu cũng phong độ dữ chứ. Ha. Áo đẹp có cái hơi nhăn. Không sao. Cậu có đem theo bản báo giá không? Tôi coi coi. Dạ. Dạ anh. Anh đây. Dạ. Ở đây là có tất cả các hải sản luôn, như là cua, tôm, cá. Dạ, giá rẻ đó. Rồi, biết rồi. Chờ xíu hả? Dạ. Rồi, đưa trợ lý tôi đi. Đưa. Rồi, cái gì để tôi bàn với trợ lý tôi ha. Rồi, tôi coi còn hay ha. Dạ. Nè, mà có nghe mùi không? Đâu có mùi gì đâu ông chủ. Chắc không phải. Mày không nghe mà sao nó rít qua vậy? Ai biết nó đâu. Anh coi giá cả sao anh? Trời. Dạ. Xin lỗi. Giờ tôi thấy giá cả này là không được rồi đó. Không có hợp tác gì nữa đó. Anh ơi, anh em mình đang vui vẻ mà anh. Được rồi, tôi đi công chuyện. Ha. Anh. Cầm sao. Anh ơi, mình có thể bàn mà anh. Cầm sao. Bàn tới chiều cũng được luôn anh ơi. Anh. Đi lâu vậy chắc thành công rồi đấy.
chân lên coi. Sao rồi, sao rồi? Được không, được không? Ủa? Ủa sao vậy, bị cảm hả? Tôi coi coi. Sao rồi, nói nghe coi. Thất bại. Lý do? Sao, sao kỳ vậy, đang vui mà. Tại ông không đó, ông làm gì mà ông hít hoài vậy? Ô chàng, hít này là người ta cấm lửa, cấm hút thuốc, chứ ai cấm hít, này tôi hít từ nhỏ rồi. Trời ơi, ông không biết ông chủ tôi bị viêm cánh hả? Ông hít vậy ông tưởng ông chọc quê ông đó. Thiệt tình chứ. Rồi giờ sao? Tôi nghĩ ông người quen á, tôi mới ưu tiên ông, mà ông làm ăn vậy đó. Thiệt. Ôi. Ê, kêu ổn lại đi, tôi nghỉ hết. Ôi. Gì lăng nhách vậy? Cái gì mới nói? Bây giờ sao? Về. Đúng rồi đó. Làm ăn đi gặp đối tác mà ông cứ hít hít vậy hoài coi sao được. Thôi đi. Nó đang buồn vậy rồi, nói thêm chi nữa. Tại cái đặt anh vậy. Chứ anh có muốn đâu. Thì bây giờ phải sửa đi. Nói thì dễ, làm mới khó. Nó thuộc bản chất của nó rồi, nó phải dễ sửa đâu. Ủa nè, rồi chừng nào đi gặp khách kia nữa? Mốt. Trời đất ơi, mốt còn nhanh vậy sao kịp? Không thử sao biết. Trước sau cũng phải sửa bỏ cái tật này. Bây giờ á, có muốn làm đại gia không? Muốn. Muốn thì phải sửa ngay và luôn chứ. Chứ ở đó mà chần chừ hoài. Trời đất ơi, ông thấy trên đời này nè, có đại gia nào mà hít nhông hoài không? Đúng rồi. Muốn trở thành đại gia thì phải bỏ tật. Cái chương trình này coi được ghê không ha. Làm nông phải coi mấy chương trình này nè. Ông học hỏi để mà áp dụng vô cái nông nghiệp của mình. Nó không làm gì. Còn những bà con mà thứ nhất là đất ít, thứ hai nữa là chưa có kinh nghiệm trồng, thì những mới trồng thì thường thì muốn cho lúc nào cũng có những theo. Chú hai, chú làm ơn làm phước, chú ra ngoài dựa tôm của bà Lít, chú phụ con tay chú hai. Trời ơi, cái vụ cân tôm thì con biết, còn ba cái gì sổ sách gì con không biết tính đâu, cứ đầu gần chết vậy á. Sao ở đó đi, tao qua liền. Không tính đi đâu ạ? Ta dựa tôm bà Lít chút, có mình Tèo ngoài nó làm không có sể. Muốn gì mai làm, trời ơi, giờ tới thui đi đâu. Trời đất ơi, mai đang cho ba con tôm nó xúc đầu hết hả? Ra mà cân liền cho người ta rồi mà ướp lạnh chứ. Mà ba Lít nó lên Sài Gòn bàn công chuyện mần ăn, không biết tới đâu rồi ha. Nó còn ở trên đó nghề nào là tôi còn khổ nghề đó đó. Bây giờ này làm việc không công cho nó đó, cũng không mời nữa, không trả lương tháng nữa, mà ngày nào cũng kêu cũng réo vậy đó, làm hoài à. Con tôi lo đã đành rồi, bây giờ lo luôn con người ta nữa, khổ không? Nhưng mà thôi đi lo chuyện bao đồng của ông đi. Tôi thấy chuyện bao đồng này ý nghĩa, giúp con cháu. Ông bà đó giờ tôi đi nè, giờ điện thoại kêu mấy bà kia lên nhiều chuyện đi, nhắn tôi đó, chụm đầu cháu mỏ lên nhiều chuyện đi. Đó, chồng thì đi lo bao đồng, vợ ở nhà nhiều chuyện, cứ làm đi, mau giàu lắm á. Có nhiều mới sợ luôn. Dòng tiếp theo. Nghĩ đi. Thấy kiểu này không ổn rồi. Nó chưa bỏ được cái tật hít mà cái miệng nó sưng dù vậy rồi mốt sao gặp khách hàng được. Tôi có cách khác. Cách khác nữa hả? Thôi. Mà bây giờ nhìn ông cũng tội nghiệp lắm rồi. Nghỉ giải lao, ngày mai tính tiếp. Cảm ơn. Đi đâu rồi? Đi đâu? Đem xuống bếp cất giùm. Cháo gì không có miếng thịt gì hết vậy?
Cháu bịch có 3.000 gói mà đòi thịt. Đợi nguội đi rồi ăn. Thôi kệ, gắng cố gắng húp cũng được. Ủa mà này Đám Tàn. Gì? Hôm qua ông nói bữa nay có chiêu thức gì mới mà sao không thấy bày mưu tính kế gì hết chứ? À, có cách rồi. Hình phạt hôm nay nhẹ hơn hôm qua, không ảnh hưởng tới thân thể của ba Lít. Ôi, được, được á. Đồng ý, đồng ý. Nè, nhẹ nhàng quá vậy rồi nó có chịu bỏ cái tật xấu nó không? Yên tâm đi, nhỏ mà nó có vỏ, đủ sức để răng đe. Trời ơi, cái gì nói đại đi, cứ úp úp mở mở hoài. Hết một cái là phạt một lần. Hết đất hả? No, 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 no. Hết đất làm chi cho ông lên chuột với ông nội, không? Ở gì phạt gì nói đại đi. Phạt tiền. Ôi, cái gì tiền? Mỗi lần hít một cái là phạt 50.000. Ha. Ôi kỳ kỳ quá. Ôi kỳ gì? Ôi ôi đại gia mà nhầm nhỏ gì? Bán tôm ngày lời 5-7 triệu mà lo gì? Phải không? Thấy kèo này nhẹ nhẹ mà coi ra chất lượng rồi nha. Ừ. Chịu à. Sao? Chơi không? Ok. Ok. Bắt đầu. Ê, cái này là giật mình nha, cái này giật mình, hửi hửi. 50. 50. Mở hàng suôn sẻ. Cái độ kiên nhẫn của ông nó không tới đâu hết. Tăng mức hình phạt. Mỗi lần hít một cái phạt 200.000. Thấy sao? Được. Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Chứ bây giờ không lẽ tôi với Tám Tàng á nên canh chừng ông hoài, lắc nhắc, đúng không? Lấy đồng tiền lấy cho đáng. Ông mà không có cái tính mà kiên trì tự giác hả? Không khéo tôi Tám Tàng á trở thành đại gia trước ông chừng. Ừ, nghĩ kỹ đi. Giao sao, dám chơi không? Sao? Chơi, chơi. 5 tiếng rồi. Thành công. Ừ. Người ta nói rồi mà, đồng tiền đi liền khúc ruột lại vậy đó. Chúc mừng thằng bạn nha. Ngày mai gặp đối tác, ký hợp đồng con lành ha. Đâu phải muốn lấy tiền của ba Lít là dễ đâu. Rồi, chúc thắng hợp đồng nha. Yeah. Kỳ này là công của tôi lớn nhất đó nha. Yên tâm đi người anh em. Anh mà trở thành đại gia, anh sẽ đầu tư một cái dự án phim thật là lớn cho em đóng vai chính. Nhớ nha. Chúc mừng. Vậy còn tôi sao? Tôi sẽ mở một cái xưởng cơ khí thật là lớn cho ông làm quản lý. Wow. Oh. Nhưng mà tôi học thú y mà. Vậy tôi khỏi đầu tư. Thôi bỏ đi, vẫn chơi á. Giữ lời nha. Anh em cứ yên tâm đi. Lời ba Lít nói ra, bốn ngựa khó theo. Vì sự nghiệp gia chính. Vì sự nghiệp mở xưởng cơ khí. Vì sự nghiệp đại gia ba Lít. Vô. Mày hả mày? Cái gì vậy tự nhiên đánh tôi? Hết. Trời ơi, mấy bữa nay gồng muốn chết rồi cho hết đi.